nhân duyên. Đời người rất ngắn ngủi mà vũ trụ lại vô tận. Bởi vậy, nếu có nhân duyên, hãy biết trân trọng khoảnh khắc đó. Nhân duyên trong cuộc sống là một điều rất thú vị và vi diệu mà rất ít người có thể hiểu hết về nó. Nếu ta gặp được đúng người, đúng thời điểm, đây được gọi là nhân duyên. Vậy nhân duyên là gì? Có ý nghĩa như thế nào trong Phật giáo? Và vạn sự tùy duyên là gì? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây để tìm ra câu trả lời nhé. 1. Nhân duyên là gì? Nhân duyên chính là nguyên nhân, là nguồn gốc tạo ra mọi sự vật, hiện tượng và sự việc trên thế giới này. Duyên được hiểu là một sợi dây vô hình ràng buộc giữa người với người. Hiểu một cách đơn giản, nhân duyên chính là cái duyên mà mỗi người nhận được, là lý do để chúng ta có cơ hội gặp gỡ, kết duyên cùng nhau. Nếu không có nhân duyên trên cuộc đời này, con người sẽ không thể gặp nhau để tìm ra người bạn hợp với mình, tạo dựng quan hệ để trở thành bạn thân, vợ chồng hay tri kỷ của nhau. Duyên là yếu tố có tính chất quyết định, nhân hoặc quả. Quả chỉ hình thành khi đã có đầy đủ nhân duyên. Cũng tương tự như việc con người gieo hạt giống ở một môi trường trong suốt, sống tốt, đất đai màu mỡ, nhưng thời tiết lại không thuận lợi khiến cây phát triển kém. Tình trạng này là do duyên gây ra. Duyên không khác gì điều kiện môi trường tác động vào sự vật và quyết định kết quả sau này. Con người sanh ra đều nhờ có nhân duyên với cha mẹ của mình. Khi đi học được giúp đỡ, thuận lợi trong quá trình học tập cũng là do duyên. Gặp được nhiều bạn bè tốt cũng là do duyên. Khi trưởng thành và phải đi làm, kiếm tiền trang trải cuộc sống trong một công ty, doanh nghiệp nào đó là do nhân duyên. Khi gặp được người mà bạn cho là bạn đời và muốn cùng họ xây dựng gia đình hạnh phúc, đó là nhờ nhân duyên. 2. Duyên là yếu tố giúp con người có cơ hội gặp gỡ, gặp nhau và cảm thấy mến nhau, có tình cảm với nhau chính là do duyên. Cơ duyên là điều kiện, là yếu tố dẫn đến kết quả do nhân tạo ra. Đó có thể là cảnh sắc, là sự việc, là môi trường sống, là hiện tượng. Thực tế, mỗi người chúng ta sẽ có mối nhân duyên khác nhau. Có người may mắn được hữu duyên, nhưng cũng có người vô phúc nên gặp phải vô duyên. Dù thế nào, chúng ta cũng hãy vui vẻ đón nhận và giải quyết một cách thấu đáo. Duyên gồm có duyên dữ và duyên lành. Duyên dữ hay còn gọi là nghiệp duyên, mang đến sự bất hạnh cho những người xấu số. Còn duyên lành mang đến cho chúng ta những sự may mắn, tài lộc, phú quý. Người ta còn gọi duyên là thiên định. Duyên là do ông trời định đoạt, còn nợ là do chính con người gieo nhân tạo ra. Nhân duyên là do ông trời sắp đặt, nó sẽ kết hợp với cái nợ mà con người tạo ra để quyết định đến số phận của mỗi người. 3. 12 loại nhân duyên theo quan niệm của Phật giáo. 12 loại nhân duyên theo quan niệm của Phật giáo chính là điều cốt lõi của nhân sinh quan. Việc con người tìm hiểu và nhận thức rõ về khái niệm này sẽ giúp chúng ta có thể hiểu rõ về các vấn đề trong cuộc sống như luân hồi, tái sanh, nhân quả, nghiệp báo. Bên cạnh đó, nó còn giúp chúng ta tìm thấy những hướng đi đúng đắn và tích cực trong cuộc sống. Nhờ vậy mà con người có thể đạt được mục đích tối hậu trong quá trình tu, không phiền não, u ức. 12 loại nhân duyên trong Phật giáo bao gồm, đó là vô minh sanh hành, hành sanh thức, thức sanh danh sắc sanh sáu căn sanh xúc, xúc sanh thọ, thọ sanh ái, ái sanh thủ,
thủ sanh hữu, hữu sanh sanh, sanh sanh lão tử, và lão tử sanh vô minh. Trong đó vô minh và hành là từ kiếp trước sanh ra, và thọ là ở kiếp này, kiếp sau là sanh và lão tử. 2. Nhân duyên hành. Đây là sự ngu si được tạo ra do con người có nhu cầu dục vọng quá cao và ý chí muốn sanh khởi. 3. Nhân duyên thức. Thức được tạo ra do dục vọng và ý chí trong con người, từ đó tạo ra một hình thái thống nhất về tinh thần của mỗi người. 4. Nhân duyên danh sắc. Người danh sắc là người có nhận thức được tạo ra từ tinh thần, nhục thể của họ. 5. Nhân duyên sáu xứ. Ý chỉ nhân tố tạo ra sáu giác quan của con người, bao gồm các yếu tố như mắt, tai, mũi, miệng, tay, v.v. 6. Nhân duyên xúc. Duyên xúc được tạo ra do tương tác giữa các đối tượng tương ứng với sáu căn. 7. Nhân duyên thụ. Nhờ sự tiếp xúc mà tạo ra các cảm giác về sự khổ và niềm vui trong tương lai. 8. Nhân duyên ái. Loại nhân duyên này được sanh khởi do sự kết hợp của các yếu tố tâm tham ái, cảm giác đối với lạc thú. 9. Nhân duyên thủ. Nó được tạo ra do tham ái, từ đó tạo ra những ý muốn liên quan đến cố thủ và tìm cầu. 10. Nhân duyên hữu. Do con người cố chấp tìm cầu và bám lấy để tạo ra môi trường sanh tử. 11. Nhân duyên sanh. Sanh mệnh của mỗi người được tạo ra chỉ khi hội tụ đủ điều kiện vào hoàn cảnh thích hợp. 12. Nhân duyên lão tử. Đã có sinh, ắt hẳn sẽ có suy, già và tử. Phật đã dùng khái niệm nhân duyên để lý giải về nguồn gốc và cội nguồn những sự đau khổ, vất vả của con người. Qua đó, người cũng đưa ra những phương pháp ngăn chặn sự khổ đau đó để chúng ta có một cuộc sống bình yên. 12 nhân duyên này vẫn luôn hoạt động theo quy luật của chiều tập khởi. Nhờ sự hiện hữu của tất cả con người, hãy nhớ rằng năm uẩn chính là yếu tố tạo nên cấu trúc cuộc đời và con người. 4. Nhân duyên của vợ chồng là gì? Theo lời Phật giảng dạy, người vợ hiện tại của bạn ở kiếp này có thể là người mà bạn đã chôn ở kiếp trước, giờ đây tới để trả nợ cho bạn. Con trai của bạn ở kiếp này chính là chủ nợ từ kiếp trước đến để đòi nợ bạn. Con gái hiện tại chính là người tình của bạn ở kiếp trước, vì tình cảm còn sâu nặng nên đã đến tìm bạn. Người tình của bạn trong kiếp này là người vợ trong kiếp trước, chưa thể hết duyên nên đến tìm để nối tiếp đoạn còn lại. Người anh em tri kỷ ở kiếp trước, hiện là hồng nhan tri kỷ, sẽ cùng bạn tâm sự, sẽ chia khó khăn trong cuộc sống. Những người sống tốt, lương thiện trong kiếp trước sẽ là người giàu có ở kiếp này. Đây chính là số kiếp, là quy luật nhân quả, hoàn toàn không phải là mê tín dị đoan. Nhân duyên vợ chồng có thể là nghiệp hoặc là phước mà bạn nhận được, cụ thể như sau. 1. Nhân duyên vợ chồng là người này có ơn với người kia. Vợ chồng nên duyên xuất phát từ việc cả hai người có mối cơ duyên với nhau. Tất cả chúng ta khi được sinh ra trong cõi đời này sẽ bị chi phối bởi luật nhân quả và mối lương duyên. Nhân duyên vợ chồng được tạo nên từ kiếp trước, một nửa của bạn chịu ơn của bạn. Ơn nghĩa này rất lớn và không thể trả hết chỉ trong một kiếp, bởi cái ân cái nghĩa mà bạn tạo ra quá lớn, khiến họ cảm thấy nguyện một lòng theo bạn để trả nợ suốt đời. Nhân duyên vợ chồng có rất nhiều loại, trong đó nhân duyên vợ chồng là loại mang đến hạnh phúc nhất. Trong sâu thẳm ý thức của mỗi người đều mong muốn có thể dâng hiến trọn đời
mà không cảm thấy nuối tiếc. Khi đó, cả hai sẽ tạo nên một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Nhưng trên đời không có gì là hoàn hảo và mãi mãi cả. Bởi nếu cả hai bạn thường xuyên cãi vã, không ai chịu nhường nhau, có những mâu thuẫn mà không thể giải quyết, lâu dần tích tụ, tạo ra nhiều vết nứt tình cảm, có thể dẫn đến chia ly, khổ cả một đời. 2. Nên duyên vợ chồng do người này mắc nợ người kia. Nợ của duyên vợ chồng có thể là mang ơn tình cảm hoặc thiếu tiền bạc. Ngoài ra, còn rất nhiều loại nợ khác, nhưng đây là hai kiểu nợ tạo nên nhân duyên vợ chồng phổ biến nhất. Đối với nợ tiền bạc, ở kiếp trước hai bạn yêu nhau, nhưng đối phương không thật lòng yêu bạn chỉ vì tiền bạc, đào mỏ để lấy tiền của bạn. Sang kiếp này, hai bạn vẫn sẽ có duyên, nên vợ nên chồng, tuy nhiên sẽ có phần đổi khác và đối phương sẽ phải trả hết nợ cho bạn. Tức là người đào mỏ kiếp trước trong kiếp này sẽ rất giàu và sẽ bị đối phương tiêu xài hoang phí. Đây là loại duyên ác. Nhưng nếu hai bạn chịu khó làm ăn, tu tâm tích đức thì sẽ có cơ hội tìm được hạnh phúc, cuộc sống giàu sang. Còn đối với kiểu nợ tình cảm, nghĩa là hai bạn ở kiếp trước yêu nhau nhưng đối phương lại là người phụ bạc, dối lừa tình cảm của bạn. Bạn cảm thấy oán hận họ suốt đời, do thù hận vẫn còn ở kiếp trước nên kiếp này hai người vẫn sẽ gặp nhau. Đối phương sẽ bị trói buộc, không thể nào thoát ra. Đây cũng có thể coi là một loại nghiệp duyên, bởi một người thì yêu quá nhiều dẫn đến sinh hận. Tuy nhiên, nếu cả hai chịu tìm hiểu nhau, yêu thương chân thành thì vẫn có thể sống bên nhau hạnh phúc suốt đời. 5. Giải đáp vạn sự tùy duyên theo quan điểm nhà Phật. Theo Phật giáo, vạn sự tùy duyên có nghĩa như sau: vạn vật nhân sinh duyên, vạn vật nhân sinh diệt. Trên cõi đời này, mọi vật đều do nhân duyên tạo nên. Con người cũng vậy, được sinh ra và lớn lên tại kiếp này cũng do nhân duyên. Tùy duyên được hiểu là cách sống thuận theo lẽ đời. Trong cuộc sống, chúng ta sẽ không thể biết trước sẽ gặp ai, sự việc gì, nên tốt nhất là hãy đón nhận một cách tùy duyên. Duyên chính là nhân quả. Tất cả các mối nhân duyên trên đời này đều được tạo ra từ luật nhân quả. Bạn gieo nhân thiện, nhân ác sẽ được nhận lại cơ duyên tương ứng như thế. Không ai có thể thoát khỏi quy luật chi phối này. Do đó, hãy sống lương thiện, làm việc tốt để được hưởng những điều tốt đẹp nhé. Duyên đến rồi duyên đi, bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc phải kết thúc. Duyên cũng vậy, có đến rồi cũng sẽ có đi. Khi còn duyên thì hợp, khi hết duyên thì giải tán là điều hiển nhiên. Vậy nên đừng quá tiếc nuối mà bỏ qua những cơ hội tốt trước mắt. Bài viết trên vừa giải đáp những thông tin quan trọng về nhân duyên. Chúng ta được sinh ra là nhờ đại nhân duyên. Khi hết duyên, tức là con người phải tạm biệt cõi trần gian này và tìm kiếm một mối nhân duyên mới để đầu thai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô